Thưa quý vị, với quyết tâm giảm thiểu tai nạn giao thông có nguyên nhân từ hệ thống hạ tầng, trong năm 2021, Đà Nẵng đang tập trung xử lý dứt điểm 11 vị trí là điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông tồn tại trên địa bàn thành phố. Đến nay, Trung tâm Quản lý Hạ tầng Giao thông đã cải tạo khắc phục 7 trên 11 vị trí. Dự kiến đến cuối năm 2021 sẽ hoàn thiện việc cải tạo. Vòng xuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh Nguyễn Hữu Thọ là một trong những nút giao phức tạp, thường xuyên gây xung đột, ùn tắc. Nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo, container và xe máy liên tục xảy ra. Để xóa bỏ nút giao phức tạp, thời điểm này Sở Giao thông Vận tải Đà Nẵng đang cải tạo, xóa bỏ vòng xuyến, lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông chạy bằng 3 pha để phân tách làn xe, đảm bảo lưu thông. Thuận lợi quá là tách được cái dòng xe container chạy liên tục, chạy được một cái pha đèn riêng thì sẽ điểm xung đột sẽ hạn chế đến mức thấp nhất để mà không ảnh hưởng tới nặng. Và có bố trí một số dòng xe để phải để hạn chế mà ùn ứ tại vị trí nút. Trong năm 2021, Đà Nẵng đang cải tạo 11 nút giao thông tiềm ẩn gây tai nạn. Trong đó, hai quận có điểm đen nhiều nhất là Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn với 9 vị trí, Thanh Khê 2 vị trí. Hiện nay tại một số nút giao đặc biệt nguy hiểm như ngã tư Hồ Xuân Hương, Ngô Quyền, Mê Linh, Nguyễn Lương Bằng cũng đã nhanh tiến độ hoàn thành. Riêng cái phần mà để khắc phục cái hệ thống phần ngầm để cải tạo được cái phần hệ thống phía trên thì nhà thầu cũng đã cố gắng tổ chức các biện pháp để bảo đảm về yêu cầu kỹ thuật. Thời tiết mà bảo đảm điều kiện thuận lợi thì nhà thầu sẽ cố gắng trong tháng 12 sẽ hoàn thành cái công trình này. Ngoài cải tạo nút giao trong nội thành, ở thời điểm này, trung tâm đang gấp rút sửa chữa xử lý hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 và quốc lộ 14B với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng. Đây là tuyến giao thông huyết mạch Bắc Nam, mùa ngày có hàng chục nghìn xe trọng tải lớn di chuyển nên nguy cơ dẫn đến tai nạn là rất lớn. Lực lượng cảnh sát giao thông trên tuyến cũng phối hợp điều tiết, giãn cách phương tiện, đảm bảo an toàn lưu thông. Chúng tôi cũng phối hợp với lại cái đơn vị thi công, cũng điều tiết, điều hòa để hướng dẫn các phương tiện đi chậm lại cho không có gây ùn tắc, để đảm bảo cho các công trình vừa công trình thi công và đảm bảo các phương tiện đi lại an toàn. Việc nâng cấp cải thiện an toàn kết cấu hạ tầng giao thông là giải pháp quan trọng, bởi đây là điều kiện cần thiết để người và phương tiện lưu thông an toàn và góp phần kéo giảm các vụ tai nạn xảy ra.